ăn thử đã mới bổ chứ. Nếu mà không ngon thì là cháu không bổ nữa. Không ngon không bổ. Ừ. Bán hàng dễ chị đúng không? Các bạn á, bây giờ mình mua mang cơm vàng hạt nem này về là mình mang sầu mini này. Bây giờ ấy hết hàng hay nào ấy? Không phải hết hàng, lúc nào em cũng có. Ừ. Nhưng mà chị, nếu mà chị mang về làm quà ấy, chị phải mua sầu mini này cho đẹp mặt rồi. Nó tròn trịa. Nó tròn trịa, đẹp. Nó đẹp. Nó nhiều muối. Ừ. Đồng ý là nó chứ cơm vàng mà hạt lép thì méo xệch méo xoạc ấy. Hàng vậy này. Có những người ta ăn như thế này là vừa này. Còn nếu mà ở có nhiều người Việt Nam mình khó tính. Có nhiều ăn như thế này không ăn được bảo là đang có sượng. Cho nên mình chọn cái loại sầu mini về á. Thứ nhất là nó ăn mềm, thứ hai nữa là nó nhiều. Nó nhiều muối, nó nhìn nó quả nó đẹp. Còn cái loại này ấy, đồng ý là hạt to, còn cái loại này ấy thấy không? Quả nào cũng nó cứ sần sùi. Đẹp nhất là được 4 muối, còn cái bình thường của nó chỉ được 3 muối thôi. Cứ một quả chỉ được 3 đến 4 muối thôi. Thôi được rồi, tí quay lại. Em bán cả đêm đúng không? Em bán cả đêm. Vâng, anh đi massage đã, tí anh quay lại. Vâng, đấy là em bảo là chị em cũng vấn chị như thế. Và cái giá thành nó cũng rẻ hơn. Cái cơm vàng hạt lép này cân là 200 rồi. Bây giờ mình mua ấy 5-6 quả như thế ấy. Quả tầm khoảng 3 cân, cân rưỡi đấy thì tính đi tầm khoảng 5-6 nghìn đấy. Còn mình mua cái này ấy, cần có trăm rưỡi thôi. Một quả tầm 200 bạc hôm nay. Mình mua 5 quả đúng không? Còn bây giờ chị mua 5-6 quả. Quả không bằng. Trả lại tiền cho chị đi. Rồi, còn ai nữa nào? Ê, Opa. Ôi giời, lại tiếng Hàn. Nè, chú này kinh đấy. Đã, hay à? 700 đi đã. Vâng, vâng. Em đang gọi. Ê, có 700. Em 700. Em ơi. Đến lượt em rồi đấy. Em nói là cơm vàng của em. Ừ, cơm vàng hẳn là em cái trên tay của em. Không ngon nào. Bây giờ em lấy quả hay là lấy khay? Lấy khay tại có mình ơn em ăn à. Thì em ăn đúng không? Em lấy hộ anh cái 200 bạc phía ngoài cùng ấy. Này. Phía ngoài cùng ấy. Đấy. Xin xin. Chia sẻ đi. Đi bạn nói thì tụi nó sẽ tiền. Anh ơi, anh không hỏi cũng phải là anh biết mấy thứ tiếng. Thì chỉ tiếng Tàu với là tiếng Việt thôi. Chắc khoảng 6 tiếng như đấy. Chưa đếm. Chưa đếm thì chưa có thời gian đếm. Tuyệt vời. Catalonia. Đi. Đi chưa? Đi mẹ. Thôi anh đi nhá. Ok. Đi anh quay lại. Ok.